Nhóm thông nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda đến thăm và gửi tặng cho 5 hộ hoàn cảnh gia đình có hoàn cảnh khó khăn hiện tại đang có mặt ở ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Đi cùng với ngân ngày hôm nay đó là anh Nhị, là trưởng ấp Phú An 2. Dạ, hoàn cảnh gia đình đầu tiên mà mình đi là hộ gia đình nào vậy anh? Là cái hộ của bà Nguyễn Thị Chính, hộ nghèo trên địa bàn ấp của anh. Dạ. Vậy dạ, em mời anh dắt đường em ha. Rồi, ok. Đường hơi khó đi xuống nha. Dạ không có gì đâu ạ. Con chào bà. Dạ, bà Chính. Dạ. Mình ngồi ở đây nha. Kéo khẩu trang lên. Kéo khẩu trang lên che cái mũi bà Chính lại nha. Rồi, ngồi im. Dạ. À, bà Chính năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi tỵ ngắn. Tuổi tỵ ngắn. Là nhiêu tuổi bà Chính con không biết nữa. Già quá, cũng già quá quên rồi ha. Sinh năm 1933. Dạ, 33, cũng lớn lắm rồi. Ừ. Rồi bà Chính ở đây là bà Chính ở với ai? Ra lên nhà bãi nha, con phụng lắm. Dạ. Lên nhà bãi nấu cơm cho ăn. Cháu. Vừa ngán giặt cho. Dạ. Rồi ở hôm nay không ai chứ. Không có mình nó. Mình đông mình ở cho được. Dạ. Đưa bãi nở. Vậy là cháu lo cơm bà cho bà. Dạ. Nhà thì hồi trước giờ là bà ở đây, nhưng mà tại vì bà lớn tuổi quá cho nên là cháu lo cho bà ha. Dạ. Dạ. Anh đem về bãi nó sợ bên đây bằng đây bằng hôm đau cũng gai hết trơn á. Dạ. Mình cứ đeo khẩu trang đi, bà nói chuyện con nghe, không có sợ hết trơn. Dạ, sao bà ốm quá vậy? Bà có ăn cơm được không? Sao bà ốm quá vậy? Ăn khi ăn được cái hai chén, khi ăn được một chén. Dạ, rồi hồi đó giờ bà có bị bệnh gì không? Dạ không. Không có bệnh. Không à, cũng đỡ ha, nhưng mà ốm quá ráng ăn uống nhiều vô nha cho có sức nha. Dạ. Dạ. Thì cháu nuôi hả bạn? Dạ. Cái đó là cũng bà con. Dạ. Hồi đó như có cô giáo nào nuôi bà nữa mà phải không? Dạ không có. Hồi đó có cô giáo. Hồi đó đó. Dạ. Ông chồng tôi còn sống nè. Dạ. Vợ chồng ở chừng ông chết hôm nay chứ. Sao thì hôm nó có cô giáo nào nuôi bà thời gian rồi ở đây nè, rồi sau này bà mới đi ra mấy đứa cháu ngoài đây đó. Cháu còn thứ năm. Dạ. Dạ. Bà Chính ơi, hồi đó tới giờ thì bà có con cái gì không? Dạ không có. Không có. Dạ. Vậy là chỉ dạ. Có ông xã thôi, rồi ông xã mất rồi thì ở một mình. Có ông xã, xong ông xã mất rồi sao vậy? Dạ. Hồi lúc mà còn trẻ đó thì bà Chính có đi làm nghề gì không? Bà kêu chặt củi, bữa củi rồi, vậy chứ không có đi mần mướt, không có nước đâu vậy chứ. Dạ, vậy là chỉ đi làm những cái việc người ta kiếm gì thì làm đó thôi. Dạ. Dạ, rồi bây giờ về ở chung với cháu bà thì cháu bà có lo cho bà tốt không? Tốt. Tốt ha. Dạ. Dạ, bà thấy bà vui không? Vui. Rồi nay con tới thăm bà vui không? Vui. Vui luôn. Vui luôn. Bà có nhớ con không? Cũng hơi quên. Cũng hơi quên rồi, lớn tuổi quá giờ hết nhớ rồi phải không? Dạ. Dạ. Hôm nay thì cũng nhờ sự giới thiệu của anh Nhị đây. Dạ. Thì anh Nhị cũng thương hoàn cảnh của bà là lớn tuổi nè. Dạ. Nhưng mà sống chỉ có một mình thôi, cho nên nó là có giới thiệu cho con. Thì con cũng đến đây thăm bà, trước đó là để hỏi thăm sức khỏe. Sau đó thì có một cái phần quà con muốn gửi tặng cho bà nha. Dạ. Dạ. Mừng không? Vui mừng. Không? Vui. Dạ, đây là số tiền 500.000 đồng của Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda gửi tặng cho bà nha. Dạ. Dạ. Cái này cũng cảm ơn hết trơn. Dạ. Cô dạ. Cảm ơn cô bà. Dạ. Này, nhìn thấy rõ không? Rõ. Này, về tự giữ hay đưa cho cháu? Tự giữ em mà. Tự giữ mình à? Dạ. Dạ, rồi chừng nào có bệnh thì lấy tiền đi mua thuốc uống phải không? Với lại để dành một ít tiền, có thèm cái gì thì mua ăn nha bà. Dạ. Rồi cất kỹ nha. Chắc con cái bóp kìa. Rồi nhét vô. Đó. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha, thưa bà con về. Rồi,
Tiếp theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng hai anh em con đến với hoàn cảnh gia đình của chị My. Hiện tại thì hai vợ chồng anh vừa mới điều trị Covid xong, vừa khỏi bệnh thì mới về nhà ngày hôm qua thôi. Cho nên là để đảm bảo an toàn thì tụi con xin phép là giữ khoảng cách nha. Dạ, mình vô hết nhỉ. Dạ, em chào anh chị nha. Dạ, không biết là anh chị là ở đây là hồi trước giờ mình ở đây luôn hay sao? Dạ, ở đây luôn. Dạ, cho em hỏi một chút xíu là về căn nhà của mình nha. Là hồi trước tới giờ là mình ở nhà luôn đó hả chị? Cái phần đất này có phải là phần đất của nhà mình không? Dạ, phần đất này là của nhà. Dạ, năm nay anh chị bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em 42, em 30. Một người thì 42, một người thì 30. Dạ, thì em cũng được nghe mẹ nói hồi nãy là gia đình mình vừa mới đi điều trị ở trại cách ly tập trung về. Dạ, rồi, rồi hiện tại thì sức khỏe của chị đã ổn định chưa? Dạ, em cũng bình thường. Mới về hôm qua mà bây giờ mấy em về cũng bình thường, ăn uống bình thường. Dạ, vậy là cũng khỏe rồi, là cũng mừng rồi. Dạ, còn về nhà thì hồi trước tới giờ là mình không có xây dựng được căn nhà hoàn chỉnh hơn chị? Dạ, cũng nhà Phật khó khăn nên đi mặn mụn mà lo ăn những nơi này lo mà mơ tiền để cắt nhà cũng hơi. Rồi sao ông xã làm gì? Dạ, ông xã thì cũng ai muốn gì mặn lấy. Dạ, còn chị thì sao? Em thì đi mặn công ty Sâm Hô mà ngoại. À, làm ở Sâm Hô rồi ông xã thì ở nhà ai làm, ai thuê gì làm đó. Nhà thì ai muốn thì bạn lấy, còn không ấy thì ông giữ hai đứa nhỏ em đi mà. Dạ, con của chị năm nay, người con lớn bao nhiêu tuổi? Con lớn năm nay 8 tuổi. 8 tuổi, rồi còn lại bé nhỏ? Thằng bé thì nó ngoài 7 tuổi. 7 tuổi, rồi. Dạ, hiện tại là hai bé có được cho đến trường không ạ? Dạ không, cũng nghèo khó nên không có được đi học. Thì không có cho hai bé đi học luôn, chỉ để ở nhà thôi. Cũng muốn cho bé đi học lắm mà nghèo quá không có tiền nên không dám cho đi học. Dạ, rồi từ hồi trước tới giờ thì có khi nào anh chị mơ ước á là mình có thể sửa sang lại rồi dạ, cất lại một cái ngôi nhà hoàn chỉnh chưa? Mơ ước được cái nhà hoàn hảo với cho con em đi học biết chữ nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Với ăn no mà cho con ăn no đi học tới nơi tới chốn thôi, cho em không có nghĩ nghèo giàu. Mình ước rồi cái nhà tới lành lẽ rồi con mới đi học tới đâu mượn mấy. Dạ, nhưng mà tới giờ thì vẫn chưa có thể hoàn thành được cái tâm nguyện đó. Em thì bị gãy giò nên đi mướn ai mướn gì mặn lấy rồi nên bây giờ em làm công ty Sâm Hô ngoài được có tháng 6 à, mới vô tháng 6 à. Mới vừa vô đây thôi, tại vì đợt vừa rồi thì Sâm Hô vừa mới bùng dịch. Dạ, vô tháng 6 ngày 21 tháng 6. Dạ. Được có mấy tháng à. Rồi đi làm vậy thì sức khỏe của chị có ngoài cái bị gãy chân ra là hồi trước chị bị sao mà gãy chân chị không? Dạ, đi mặn lao động mà bị xe đụng gãy giò. À. Dạ, còn anh thì trong người anh có khỏe không? Có bị bệnh gì không? Dạ, không bị gì hết. Thì cũng đỡ ha. Dạ, thì hôm nay em đến thăm gia đình của mình cũng nhờ sự giới thiệu của anh Nhị đây. Thì biết ra qua hoàn cảnh nó cũng rất khó khăn. Cho nên là có một cái phần quà thì em muốn gửi tặng đến cho anh chị nha. Để xem như là giúp đỡ với lại hỗ trợ cho anh chị vượt qua một phần của khó khăn hiện tại. Dạ. Thì... đây là cái số tiền 500.000 đồng của Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ. Dạ, ở Tiffany và Melinda gửi tặng nha, chúc gia đình mình được nhiều sức khỏe à. Dạ, em hy vọng là sẽ có cơ hội để quay lại hỗ trợ cho anh chị thêm nhiều hơn nữa. Dạ, dạ, cố gắng lên nha anh chị. Dạ, chào gia đình. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Tiếp theo
theo thì con xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con đến với hoàn cảnh gia đình của cô chú Tư. Hiện tại thì hai cô chú đều bị bệnh tai biến, ở cùng với nhau, gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống luôn. Để hiểu rõ thêm thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào nhà nha. Dạ. Cô chú Tư ơi. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Hôm nay con đến thăm cô chú trước là để hỏi thăm sức khỏe cô chú nha. Dạ. Cô Tư ngồi xích cho chú, cho con ngồi nói chuyện với cô chú nha. Dạ. Không biết là cô chú ở đây với ai? Ở với người con thứ tư. Thì con của cô chú bây giờ đâu rồi? Thì chú Thường. Chú Thường rồi. Dạ. Thì không biết là cô chú bị bệnh sao cho người giờ? Con này tại biến. Dạ, còn chú thì sao con? Cũng được nằm hoài vậy bệnh. Dạ, hồi trước tới giờ thì hai vợ chồng mình có đi khám không? Có, đi nằm về cái đồng qua này kia cũng có vậy mà nó hết. Ừ, bác sĩ có nói mình bị gì không con? Nó nói ông này gì chứ. Nằm hoài với tụi tôi thì tại biến. Dạ, rồi vậy thì bây giờ có còn phải uống thuốc điều trị hay là đi tái khám hàng tháng không? Có, mua thuốc ở ngoài thuốc rồi, mua thuốc ngoài thì mới uống được. Mua thuốc ở ngoài kia về uống. Dạ. Rồi một tháng như vậy đó có chi phí mà mình thuốc có mắc lắm không cô? 450. 450 là mình uống trong vòng một tháng. Tháng cứ mua nữa. Dạ, cái thuốc đó là mình mua rồi người ta gửi về cho mình hay sao, hay là mình đi đâu? Đi xuống dược với thua. À, đi với mà ông gì đó, bác cái gì? Nhà cô kéo cái khẩu trang lên giùm con. Mua thuốc cũng qua. Là chạy xuống dưới là tiệm thuốc tây mình mua thuốc uống thôi. Còn chú là không đi được bao nhiêu lâu rồi hả cô? Năm mấy rồi. Dạ, lúc đó là tự nhiên là mình không đi được luôn hay sao cô hả? Đi ăn không được, ngủ không được, thức ra lại ăn không được, ngủ được. Bây giờ ăn mới đỡ nữa. Dạ, còn cô thì cái tay của cô con thấy là nó cử động khó khăn cô hả? Tay biến giờ mặt rồi. Rồi cô đi lại có bình thường không? Không, đi té lên té xuống ạ. Dạ, mình ở chung với người con thứ tư thì con cô ở nhà làm nghề gì? Mần mướn rồi. Đi mần mướn. Thì vậy con... mà với lại giặt lúa rồi. Dạ, có đủ để mà trang trải cuộc sống của cô với chú với lại người con đó không? Đủ. Mần mướn này là tính như nấy. Dạ. Rồi những cái lúc mà thiếu thốn hay khó khăn đó thì làm sao? Mấy anh đó cho. Dạ. Cô có đông con không? Tổng cộng cô có bao nhiêu người con? 5 người con trai mà. Chết mổ rồi còn 4 á. 5 người con trai. Hồi trước thì có cái anh mổ là bán giá số cũng ở đây cùng chung với cô. Dạ, nhưng mà... Chưa vợ. Nhưng mà anh mất rồi cô hả? Dạ, con cũng xin chia buồn với gia đình mình của mình nha. Dạ. Dạ. Rồi cô cũng đừng có buồn quá nha. Dạ. Rồi bây giờ là chỉ có một người con thứ tư đó là lo cho cô thôi. Bốn con này kia nó lo tiếp nữa. Dạ. Xin nó cho thêm. Nhà rồi ở nhà chợ búa cơm nước rồi cô có tự nấu được không? Thứ tư đó giờ lên tôi nấu. Là đi chợ mua rau cá rồi về cô nấu cơm. Ừ, sẽ để. Dạ. Để nó mua trước nè. Dạ. Rồi đi mua, tôi thứ nhất đó nó làm tiếp. Dạ, rồi anh đi làm thì thu nhập có ổn định không cô? Hay là... Không có, bữa vậy bữa mần bữa khác. Bữa làm được, bữa làm không được. Cũng khó khăn cho mình quá chừng luôn. Dạ. Giá mình nghèo khổ, giá như sao được rồi. Dạ. Thì hôm nay con ghé thăm cô chú, có một cái phần quà con cũng muốn gửi tặng cho cô chú nha. Đó là của Mạnh Thường Quân là cô Huệ, Tiffany và Melinda. Thì con xin phép thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô Huệ, Tiffany và Melinda gửi tặng cho gia đình mình nha. Dạ, số tiền là 500.000 đồng. Cảm ơn nha cô. Dạ, chúc cô chú được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con chào gia đình. Cảm ơn người cô mạnh khỏe, lo cho dân nghệ nước, những người khổ nghèo rồi chứ qua tai nạn hết. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Con chào cô. Dạ. Dạ. Hội gia đình tiếp theo ngày hôm nay con thay mặt cho anh Thường Quân đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda ghé thăm, là hoàn cảnh gia đình của anh Tư Nhọn. Hiện tại thì anh là trụ cột chính, lo cho cả gia đình luôn, gặp rất là nhiều khó khăn. Để hiểu rõ thêm hoàn cảnh thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà. Dạ. Sủa quá, sủa rồi. Dạ. Có ai ở nhà không? Dạ. Dạ, em chào anh, vậy mình ngồi đó đi ha. Dạ.
Hôm nay thì được sự giới thiệu của anh Nhị, em mới biết đến hoàn cảnh gia đình của anh. Dạ. Dạ, thì em cũng xin phép là hỏi thăm một số vấn đề ha. Không biết là anh Tư ở đây thì anh Tư ở với ai? Ở với bà nội già, với vợ, với ba đứa con. Bà nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Nội năm nay 8 mấy rồi. 8 mấy rồi, người bà có khỏe không? Trong người bà có bị bệnh hay gì không? Có, bà nằm, bà bệnh, cũng bệnh rồi rồi, rồi. Lâu lâu vô nước biển. Dạ, rồi có phải lấy thuốc than cho bà uống hàng tháng không anh hả? Người anh thì ở nhà anh làm nghề gì? Làm tiền chế, cơ khí. Thu nhập có ổn định không anh? Lâu lâu cũng có, người ta cũng hết tiền làm, cũng có ở không vài bữa, một tháng. Dạ, người bình quân đó là thu nhập một tháng của mình có đủ để mà trang trải cuộc sống của mình với lại cho bà không? Thiếu lên thiếu xuống, được là những đứa nhỏ nữa. Dạ. Ba đứa con của anh thì lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Đứa lớn nhất thì 5 tuổi, thứ tư cũng 51, 4 tuổi. Dạ. Cái này cũng mới sanh. Dạ, mới sanh. À, chị sanh được lâu chưa anh? Mới sanh tuần nay. Mới sanh được một tuần nay. Rồi hồi trước đó thì chị có đi làm phụ anh không? Con mới đi nhỏ còn nhỏ, đi làm không được, không làm gì đâu. Không có đi làm được, cho nên là chị ở nhà giữ con thôi. Rồi mọi việc là anh đi làm vậy anh lo hết tất cả luôn. Dạ, thì anh không biết là đi làm vậy đó rồi trong người anh có khỏe không? Còn không biết, bây giờ cũng lâu lâu, bây giờ đau có mua thuốc uống hoài không? Chỉ đi mua thuốc uống thôi, anh có đi khám chưa? Chưa. Sao mình không đi khám đi? Cũng không ăn, anh tới rồi lo, lo kiếm tiền, lo mấy đứa nhỏ. Nghĩa là tại vì mình cũng khó khăn cho nên là chưa có muốn đi khám ha. Dạ. Thì mỗi lần mà đau vậy đó anh uống thuốc thì anh thấy có đỡ không? Có, uống thuốc thì nó bớt. Dạ, rồi vẫn tiếp tục đi làm tiếp. Thông thường anh làm thì anh làm gần nhà hay là làm sao? Thì đi làm sáng làm chiều về. Sáng làm chiều về đi là đi xa đi đâu được đó. Là làm cho công trình của người ta hả anh? Dạ. Dạ, chủ yếu là mình làm nhà thôi. Còn ngoài ra có làm thêm gì nữa không anh? Dạ. Rồi không biết là cái cảnh gia đình này hồi trước giờ là anh Nhị có ấm không? Sao vậy? Dạ, em hỏi là hoàn cảnh gia đình này hồi trước giờ thì anh Nhị có nắm hoàn cảnh như thế nào không, có thể nói lại cho mọi người được biết á. Nói chung thì cũng nắm được hoàn cảnh của em đó thì cũng chí thú làm ăn được, lo làm được không, mà do cái gia đình là giống như đông người quá, có một lao động thôi. Dạ. Thì ở đâu làm ra thu nhập. Còn vợ thì là trong đó như có con nhỏ rồi cũng không đi làm được. Rồi tiếp mình mang bầu bé rồi như đó thì hoàn cảnh rất là khó khăn, nguồn thu của nó rất là eo hẹp. Dạ. Nên thì tụi anh thì mình cũng có hỗ trợ sức đỉnh rồi vậy thôi, nó cũng còn rất là nhiều hộ đó. Ừ. Dạ. Hoàn cảnh nhận là vậy. Thì nhà thì ba đứa nhỏ nè, rồi đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cộng thêm có một bé mới thì cũng tiền tả sữa rất là nhiều, rồi phải lo thêm cho bà nữa. Thì em biết là hiện tại anh cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống luôn, gánh nặng của cả gia đình thì đang đè nặng lên đôi vai của anh. Cho nên đó là hôm nay em đến thăm cũng có một cái món quà em muốn gửi tặng cho anh nha, để gọi là san sẻ một chút xíu nào đó cái khó khăn của anh đang gặp phải ạ. Dạ, đây, em gửi anh số tiền là 500.000 đồng của mạnh thường quân. Dạ. Đó là cô ngoại Stephanie với lại Melinda gửi tặng cho gia đình mình nha. Dạ, cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn mạnh quân với cảm ơn chị em với anh đời vô giúp đỡ ha. Dạ, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hộ gia đình cuối cùng mà ngày hôm nay con ghé thăm đó là hoàn cảnh gia đình của chú Chính Thiên. Để hiểu rõ thêm hoàn cảnh thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào nhà nha. Dạ. Dạ, con chào chú. Chú ơi, chú Chính ở đây với ai chú Chính? Chú tới với vợ rồi, vợ đi Bình Dương làm ăn rồi, con sống rồi thôi. Dạ, em chào chị. Chị ra ngồi chung với chú luôn nha. Chị là làm sao với chú? Con ruột rồi bây giờ là chú bị bệnh rồi về nuôi hả? Ừ. Dạ, không biết là chú bị bệnh làm sao vậy chị? Thì trong giấy để tim, để bệnh tim với ho bị phổi, rồi đường ruột, gói loạn đường ruột. Chị có thể cho em mượn cái giấy bệnh của chú được không? Đó đó. Dạ, em xin. Dạ, đây là cái chẩn đoán bệnh của chú nè. Huỳnh Văn Thiên là tên của chú.
chẩn đoán của bác sĩ đó là nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp, bị nhiễm sốc nhiễm khuẩn với lại suy tim sung huyết, cộng thêm đó là suy thận nữa. Dạ. Suy thận cấp khác, không có không chưa phân giai đoạn. Dạ. Rồi chú là phát bệnh hồi nào vậy chị? Bệnh tới 2 tuần trước. 2 tuần trước. Nhập viện đâu đâu tuần lễ rồi về đây cả 10 ngày nữa. Dạ. Hơn cả tháng. Rồi mình xuất viện về thì tình trạng sức khỏe của chú có ổn định chưa? Ổng mệt rồi, ổng thở lên, giờ thấy tới đầu hay tới đó giờ cứ không biết sao. Không có khả năng để lo tiền đó, bây giờ hút thuốc nam chứ ai chỉ gì uống thuốc đấy, thuốc nam không, không có tiền để đi nhập viện. Dạ. Không có bảo hiểm nữa. Không có bảo hiểm nữa. Rồi chú là bác sĩ cho về hay sao chị? Không có cho về, xin về, cũng như con cái, có đứa nào cũng khổ chứ. Rồi nhà Úc á, nó mà mình dương đó đi cũng không có dương nữa, nó ở cũng không có con nào chứ, mười mấy năm có chồng cho nó. Dạ. Hỏi tiền tháng mười mấy triệu, 12 triệu. Mà nó nói giờ hết khả năng lo thôi, giờ cho về đi. Rồi đặng chị lên lo trong ba cơm nước. Dạ. Đá ỉa rồi coi cho ổng. Em ở trên đây mà lo trả nợ chứ giờ hết khả năng lo rồi. Xong dạ. Bác sĩ cho về, cái bác sĩ cũng không có cho về nữa. Vậy là do hoàn cảnh của mình khó khăn quá, không có khả năng chạy chữa nữa, cho nên là xin chú về để mà điều trị tại nhà. Ừ. Dạ, rồi về thì bác sĩ có dặn mình là lên tái khám hay là đưa thuốc về cho mình uống không? Không có dặn luôn. Dạ. Vậy bây giờ về là có hút thuốc nam hay thuốc bắc gì cho chú uống không chị? Có thuốc bắc mà thuốc viên đó. Dạ. Rồi uống xong thì chị thấy là sức khỏe của chú có ổn định hơn không? Thấy cũng vậy, không có ổn gì trơn. Dạ, rồi không biết là ở nhà thì chị làm như gì? Ở nhà cũng lo cho con cái, không làm thì có coi nó làm. Vậy ông xã thì sao? Ông xã thì ở nhà? Ông xã thì dắt lúa, ai kêu gì làm nấy, dứt đất. Không có dắt lúa thì kêu dứt đất thì dứt đất. Đất người ta lên gãy. Dạ. Rồi thu nhập có ổn định không chị? Cũng mặn bên đó mớ và đồng ấy chứ không có ổn định. Dạ. Số đứa đó vậy chứ. Đứa lớn kỹ giữ đứa nhỏ. Còn ổng mặn. Lo gạo ăn đủ sống hàng ngày. Dạ. Rồi căn nhà này của mình thì em thấy nó chống nhách quá chừng luôn, là mấy cái hôm mà mưa lớn thì nó có bị dột không? Có tạt. Lớn. Dạ. Còn mưa thì ngủ. Dạ. Nhà này là mình cái phần đất mình cắt nhà có phải của mình không chị? Không, ở đậu của bà ngoại á. Ở đậu luôn. Ở gái, ở đậu của bà già vợ. Dạ, rồi có nói. Ai nhà này ta cũng cho, rồi thì thiện cho. Cho thì chị có biết là cho bao lâu rồi không? Có nhớ không? Thì 5-6 năm nay đó, cách 5-6 năm nay. Cách 5-6 năm nay rồi. Ừ. Dạ. Bây giờ thì em thấy nó cũng xuống cấp dột nát quá chừng luôn nè. Ừ. Thì dạ. Nó ấy một hết trơn, nó ghẹo quá rồi. Tại mình khổ, không có tiền, mà ai gán ở. Nó bàn tay món ăn cũng trơn. Dạ. Dạ. Chú ơi, chú nói chuyện với con xíu được không? Chú thấy bây giờ sức khỏe của chú thế nào rồi? Nói chuyện vậy đó chứ cũng mệt chứ con. Dạ, rồi chú có ăn uống được không? Ăn sáng ăn được bao muỗng cơm, chiều ăn được bao muỗng cơm. Ngày buổi tối chú ngủ ngon không chú? Tối ngủ không vậy? Khó ngủ lắm hả? Dạ. Rồi ho cặp cặp rồi. Dạ. Dạ. Không biết là gia đình mình có mong muốn là đưa chú chở xuống bệnh viện để điều trị lại không hả chị? Cũng mong muốn lắm mà mình không có tiền để biết sao vậy. Dạ. Thì hôm nay em ghé thăm gia đình của mình, đặc biệt là khi nghe đến hoàn cảnh nói chú bị bệnh á, thì em cũng rất là thương luôn. Khi mà chú đang bệnh nặng mà phải trở về nhà tại vì không có tiền để mà điều trị. Dạ, thì ở đây em có một cái phần quà em gửi tặng cho chị với lại chú nha. Dạ. Số tiền là 500.000 đồng của Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda gửi tặng cho chị với lại chú nha. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ. Dạ, chú ơi, dạ. Chú ráng giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con hy vọng là sẽ có cơ hội ghé thăm chú nhiều lần nữa. Dạ. Dạ. Dạ, vậy em chào chị, con chào chú con về. Dạ.